Anh làm phiền em được không? Ai làm phiền chứ anh là được hết. Ôi anh, em nói nghe nè. Từ cái đợt mà em nhanh đóng phim chung với nhau tới bây giờ là cũng khoảng 7-8 năm rồi mới gặp anh đó. Hai đứa mình đóng vai vợ chồng á. Vợ chồng đó, tự tình nhiên, yêu nồng ấm đó. Xong phim á tự nhiên mình biệt ly luôn. Mình biệt ly luôn à. Ủa Minh Xù bữa nay đi đâu mà giác nguyên tấm phản quang heo vậy? Minh Xù mới chuyển nghề, dạo này làm lính cứu hỏa nè. Gì vậy hả? Áo chống lửa. Em là giống như là cá mà ta cuốn giấy bạc chuẩn bị nướng đó. Bây giờ mình nghiên cứu là được món ăn rồi, về pha nước mắm trắng, đi mua bánh tráng đâu sống đợi. Đúng rồi. Đợi Minh Xù nó mặc áo nóng này như cuốn giấy bạc, lát nữa nó chiên xù chứ không phải Minh Xù ha. Nướng xù lên cái là mình trắng mình ăn. Bạn nói là bạn làm phim, bạn làm nghệ thuật, vậy thì có những cái phim nào hoặc những cái chương trình nào bạn từng làm không, bạn có thể kể tên cho mọi người biết không? Dạ là Bí ẩn song sinh, Thư về miền Trung. Ủa khoan nha, Bí ẩn song sinh là của truyền thông Bi làm luôn mà. Đúng rồi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Em ơi, em là nhân viên của công ty truyền thông Bi hả? Dạ, đúng rồi, hình như là nhân viên rồi. Thương về miền Trung cũng Bi luôn nè. Đó. Đúng rồi. Còn gì nữa? Em thấy bạn sẽ về ý là ăn mặc hơi khác em. Em thấy là bạn này cũng khá hợp với Hương, tại vì bạn cũng làm quản lý các bạn nữ để livestream mà, đúng không? Sắp nhưng mà cũng một phần là em thấy môi trường làm việc như vậy nó hơi phức tạp. Em cảm thấy em thích hợp fan số 1. Bây giờ mình coi tiếp tới báo thức đi. Trời ơi, đây. Sao bây giờ thức dậy đây nhắn em. Gấu đang về. Có gấu rồi kìa. Hoang mang quá. Gấu đang về là gấu bên Hàn Quốc về. Đúng, chính xác. Hay là gấu là bồ của em đang về. Đúng rồi. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.